Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một kiến thức rất là quan trọng dành cho tất cả các bạn làm chủ doanh nghiệp, làm chủ cửa hàng và đang chính là người chính thức điều hành cái hệ thống Internet Marketing của mình. Đây là một cái cung cấp kiến thức cho các bạn để các bạn có thể đánh giá dựa trên cái nghiên cứu thị trường các bạn, dựa trên cái ngành nghề của các bạn, dựa trên cái kiến thức của bạn đối với cái lĩnh vực của bạn đang hoạt động đấy, thì kết hợp với cái kiến thức mà mình chia sẻ trong bài hôm nay để các bạn lựa chọn một cái hình thức phân phối quảng cáo nào, lựa chọn cái hình thức marketing nào tốt nhất, phù hợp nhất với cái công ty của bạn. Và Lộc cũng tin rằng các bạn biết được rằng là Google và Facebook đều có những mặt mạnh riêng của mình và đều có mặt yếu riêng của mình. Và tư duy của chúng ta là chúng ta phải biết rằng là người giàu luôn luôn chọn cả hai, còn người nghèo thì mới chọn một trong hai. Thì dẫu sao đi nữa, dù gì đi nữa thì các bạn vẫn nên chọn cả Google lẫn Facebook để làm cái Internet Marketing cho mình, không nên bỏ qua thằng nào cả. Google hay Facebook đều phải dùng. Nhưng xem cái video này xong thì ước mong rằng nó sẽ giúp cho các bạn cái kiến thức để các bạn có thể phân biệt được chúng trong cái lĩnh vực quảng cáo các bạn thì nên chọn thằng nào, làm nhiều hơn và chọn thằng nào làm ít hơn, và chọn làm trong cái lĩnh vực nào thì hiệu quả, làm trong cái mảng nào thì hiệu quả, trong với cái hình thức như nào thì hiệu quả. Thì đây là một cái bài cung cấp kiến thức khá là đầy đủ về chiến thuật marketing. Thì là ước mong là các bạn sẽ chăm chú và xem hết cái video này từ đầu đến cuối, thì là giúp cho các bạn có thể tư duy là sử dụng tối ưu được Google hay là Facebook vào từng trường hợp, vào từng lĩnh vực, vào từng mục, vào từng cái hàng, sản phẩm, dịch vụ các bạn đang kinh doanh trên thị trường nó là như thế nào. Thì nó là dựa trên sự am hiểu của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt giữa quảng cáo Google và quảng cáo Facebook. Quảng cáo Google và quảng cáo Facebook ấy, thì các bạn biết rằng là quảng cáo nào cũng phải chạy bằng tiền, đúng không? Chạy bằng tiền. Và các bạn nên học cách để tối ưu nó, để mất ít tiền nhất, các bạn nhé, cho cái việc chạy quảng cáo này. Đó, thì đó là cái mà các bạn cần phải học. Và cái video này sẽ giúp bạn tiết kiệm được tối đa 80% cái ngân sách của bạn bỏ ra, bỏ phí trong những tháng năm qua khi mà sử dụng Internet Marketing. Thì đầu tiên các bạn phải biết về định nghĩa về Google và Facebook. Thì về Google ấy, nó là mạng tìm kiếm, còn Facebook là mạng hiển thị. Mạng hiển thị này ấy, được nằm tiềm ẩn trong mạng xã hội. Các bạn biết rằng là Facebook là mạng xã hội, và trên thực tế nó là mạng xã hội, nhưng quảng cáo của nó là quảng cáo trên mạng hiển thị, theo hình thức mạng hiển thị. Còn quảng cáo Google là quảng cáo tìm kiếm, và vốn dĩ Google cũng là một trang tìm kiếm đúng với cái tính chất của nó. Thì các bạn biết rằng là ngoài Google có rất nhiều các trang khác như Cốc Cốc này, rồi là Bing này, đấy, Yahoo này, rồi lung tung cả rất là nhiều các trang cung cấp tìm kiếm, nhưng mà chúng ta thường là chỉ chạy quảng cáo Google thôi. Những người dùng Việt Nam dùng bằng smartphone hay máy tính hay laptop hay là MacBook hay vân vân, những cái thứ thiết bị tìm kiếm họ sử dụng công cụ search của Google là nhiều. Lộc chia sẻ ở đây là chia sẻ với Google, thì bạn cũng biết rằng là các cái trang tìm kiếm khác nó cũng có cái tính chất giống hoặc tương tự gần giống như là Google. Nên các bạn học Google nhưng mà hãy sử dụng cho các trang tìm kiếm khác nữa nhé, các bạn nhớ nhé. Thì các bạn biết là mạng xã hội của Facebook bây giờ là được dùng rất là thông dụng, gần như ai cũng có một cái Facebook, đấy. Và Google ấy, thì ai tìm kiếm cái gì họ cũng đều nhắc đến Google. Hai cái anh nổi tiếng nhất được nhắc đến thôi. Cho nên các bạn hiểu rằng là các bạn phải sử dụng cái kiến thức của mình ấy, nhá, áp dụng cái Facebook này cho rất nhiều các mạng xã hội khác như mạng xã hội Zalo nhá, hay là tất cả các mạng xã hội khác. Thì các bạn dùng cái này, mình chỉ lấy hai đại diện thôi, nhưng chủ yếu mình biết là 90% các bạn dùng marketing là
là các bạn dùng hai cái anh này đúng không? Các bạn dùng hai anh này thì các bạn phải nhớ cho mình, mạng của Google là mạng tìm kiếm, mạng của Facebook là mạng hiển thị. Thì mạng hiển thị, mạng hiển thị thì cái ưu điểm nó là gì? Ưu điểm nó là gì? Mạng hiển thị, cái ưu điểm của nó nhá, ưu điểm của mạng hiển thị sẽ là nhược điểm của mạng tìm kiếm. Mình sẽ nói với các bạn, mạng hiển thị này đưa thông tin cho tất cả mọi người có chọn lọc theo điều kiện mà nhà quảng cáo chọn lọc. Thì đọc cái câu này các bạn cảm thấy rất là khó hiểu. Thì tại sao lại là chọn lọc rồi là theo điều kiện mà nhà quảng cáo chọn lọc? Thì các bạn biết là các bạn chạy quảng cáo Facebook thì các bạn nghiêm nhiên trở thành một nhà quảng cáo. Ai là nhà quảng cáo? Chính là nhà quảng cáo. Và khi các bạn quảng cáo thì các bạn phải chọn lọc đối tượng mà các bạn quảng cáo cho. Các bạn không thể nào bán một chiếc xe máy cho một người muốn mua ô tô, không thể nào bán một chiếc ô tô cho một người không có bằng ô tô, họ chỉ biết đi xe máy. Thì cái mạng hiển thị nó là như vậy, nó chỉ biết đưa thông tin thôi. Và các bạn phải chọn lọc cái đối tượng mà thông tin đó hiện lên cho người ta xem. Thì cái phức tạp của cái vấn đề này là gì? Là bạn phải cố gắng làm sao chọn lọc được cái đối tượng tốt nhất. Cái đối tượng đó có thể trở thành khách hàng tiềm năng của bạn. Thì do các bạn phải chọn lọc thôi. Đưa thông tin cho ai là do các bạn phải chọn lọc. Bởi vì thế cho nên cái yếu điểm của cái mạng hiển thị là gì? Là cái đối tượng xem họ bị thụ động. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng xem này, đối tượng xem quảng cáo ấy, họ sẽ bị thụ động các bạn ạ. Họ bị thụ động. Và thế nên là đối tượng xem họ bị thụ động. Có đôi khi ấy, họ không thích cái sản phẩm đó, họ không thích cái áo đó, và họ cũng không thích cái xe đó, họ không thích cái mũ đó, họ không thích đôi giày đó, nhưng họ vẫn được xem cái quảng cáo đó. Cho nên là các bạn thấy rằng là nó bị thụ động. Họ có muốn đâu nhưng mà họ vẫn bị xem, bởi vì các bạn chọn lọc họ trong cái danh sách mà bạn nghĩ rằng người ta có thể trở thành khách hàng của bạn. Nhưng mà thực chất đối với người ta thì người ta lại không muốn. Thế cho nên là đối tượng xem nó bị thụ động, nó không chủ động, nó không mang tính triệt để, bởi vì là cái người đó có thể họ sẽ không muốn mua hàng, có thể người ta không có nhu cầu, nhưng người ta vẫn được xem quảng cáo. Cho nên quảng cáo Facebook là nên dùng cho việc giới thiệu là nhiều. Các bạn phải nhớ vậy, nên dùng giới thiệu là nhiều đó. Chứ không phải là trực tiếp bán hàng thì nó sẽ tiết kiệm được cho cái tiền của bạn. Thế nhưng mà các bạn sẽ biết được rằng có rất nhiều đối tượng họ bị thụ động. Ví dụ như tôi là người theo dõi một trang tiếng Anh, vì cái trang đó luôn luôn chia sẻ kiến thức về tiếng Anh, nhưng mà tôi không bao giờ muốn đi học và không bao giờ muốn mua một khóa học nào đấy, bởi vì tôi đã là người học tiếng Anh giỏi rồi, ví dụ thế. Mà khi cái quảng cáo của cái trang đó xuất hiện tôi vẫn được xem, thì có nghĩa là quảng cáo đó đã phí tiền. Bởi thế cho nên ấy, các quảng cáo Facebook ấy, thường không để trực tiếp bán hàng mà chỉ để giới thiệu mà thôi, và thường là chạy với trên diện rất rộng dành cho những đối tượng biết và chưa biết đấy, bởi vì nó mang tính chất giới thiệu. Còn nếu như mà các bạn chạy quảng cáo Facebook để trực tiếp bán hàng thì nên quảng cáo những mặt hàng mà ai cũng cần. Ví dụ như các bạn mà bán này quần áo, giày, dép, chăn, ga, gối, đệm như mùa đông thì các bạn bán máy sưởi, mùa hè các bạn bán điều hòa, rồi các bạn bán rất nhiều thứ như vậy, thì các bạn nên chạy quảng cáo đấy, bởi vì cái đó là rất nhiều người cần, tức là cái đối tượng cần đấy nó rất là nhiều, nên các bạn có thể nhanh chóng chốt đơn hàng. Ví dụ như gần Tết các bạn bán giày rồi là giảm giá, rồi là các loại khuyến mại, rồi các loại bùng nổ doanh số, thì các bạn chạy quảng cáo Facebook để bùng nổ. Nó không phải là một cái dạng quảng cáo để các bạn dùng cho lâu dài được đấy, mà chỉ chộp giật ngay cái lúc đấy mà thôi. Bởi vì cho nên là nếu như trong cái hệ thống thì bạn chỉ nên dùng quảng cáo Facebook để giới thiệu thôi. Ví dụ bạn sản xuất ra mặt hàng mới thì các bạn nên giới thiệu, hay là các bạn giới thiệu một cái
chương trình này, giới thiệu một cái sản phẩm này, giới thiệu về chính bạn hay giới thiệu về cửa hàng của bạn. Thì sau đó là dẫn họ vào một cái website, dẫn họ vào một cái landing page để các họ tiếp tục được nuôi dưỡng, tiếp tục được chọn lọc ở trong đó. Tức là các bạn dùng Facebook để lấy data khách hàng mà thôi. Đấy, thì thế nó sẽ tốt hơn. Còn các bạn bán hàng trực tiếp nên bán những hàng như son môi cho các bạn nữ, là quần áo giày dép thì nó rất là dễ bán. Với Facebook là cái tính chất mạng hiển thị thì ưu điểm của nó là dễ bán các mặt hàng thông dụng, là những mặt hàng ai cũng cần. Đấy, nhưng mà không nên bán các mặt hàng mà chỉ một vài đối tượng cần mà thôi. Ví dụ như cái người này người ta dạy về kỹ năng mềm, hay là dạy về kỹ năng SEO của Internet Marketing, đúng không? Thế nhưng mà tôi không phải là chủ doanh nghiệp, đúng không? Tôi không phải là chủ cửa hàng, không phải là người hoạt động trong lĩnh vực cần thiết đến Internet Marketing. Thì cái quảng cáo đấy bán cho tôi làm sao được, đúng không? Bán cho tôi làm sao được? Thì cho nên cái quảng cáo Facebook thường là nó không hiệu quả. Và những người chạy như vậy họ cũng hiểu được như đó. Họ cũng không chạy quảng cáo với ngân sách quá cao. Họ không chạy được quảng cáo với ngân sách quá cao. Bởi vì họ đang quan tâm cách khác mà fanpage của bạn chia sẻ cơ. Thế nên cho nên các bạn phải hiểu rõ là cái tính chất của mảng hiển thị nó là như vậy. Nó là một cái thụ động, tự dưng nó đập vào mắt người ta. Không biết người ta có nhu cầu hay không mà tự dưng đập vào mắt người ta. Đấy, thì cho nên là cái mảng hiển thị nó bị khó như vậy. Thì các bạn phải biết đấy, thì bạn nhớ hai cái dấu cộng của Lộc. Thứ nhất là chỉ nên chạy quảng cáo với hình thức là giới thiệu mà thôi. Và nếu mà bán hàng trực tiếp thì chỉ nên bán những mặt hàng mà ai cũng cần. Bởi vì nó đã đưa thông tin một cách tự động cho tất cả mọi người theo điều kiện mà bạn chọn lọc mà thôi. Đấy, bởi vì bạn không thể nào chọn lọc một cách triệt để được. Có đôi khi nó bão hòa thị trường nữa. Đấy, các bạn phải nhớ như vậy. Và thứ hai là cái mạng tìm kiếm. Và cái mạng tìm kiếm này bạn biết là nó sẽ, và Lộc nói lại một lần nữa, là sẽ ngược lại với mạng hiển thị. Mạng tìm kiếm này nó cũng là đưa thông tin. Mạng tìm kiếm này cũng là đưa thông tin, nhưng mà cho những ai tìm kiếm thông tin đó mà thôi. Thì các bạn thấy cái này nó có hay không? Cái này nó hay hơn cái hiển thị rất là nhiều. Nếu như các bạn làm SEO tốt và chạy quảng cáo Google tốt, các bạn thấy cái điều này hay hơn Facebook rất là nhiều. Ví dụ bây giờ người ta đang rất nóng, người ta muốn mua điều hòa, đúng không? Bây giờ các bạn phải chạy quảng cáo làm sao để cho khi người ta tìm kiếm về dịch vụ buôn bán điều hòa thì nó ra bạn, thì đó chính là kết quả. Hay là Lộc muốn mua cái quạt, hay là Lộc muốn mua cái tivi, hay là muốn mua một cái siêu, hay là Lộc muốn mua một cái gì đó ở trên mạng. Đấy, quần áo hay là bất cứ cái gì mà Lộc đang đi tìm, một cái đồ mà Lộc tìm mãi không thấy, Lộc muốn lên mạng tìm. Và làm sao Lộc tìm kiếm bây ra và nó ra bạn thì rất dễ bạn sẽ bán được hàng. Bởi vì sao? Bởi sao lại rất dễ? Bởi vì là tôi đang muốn rồi, tôi đang có nhu cầu rồi, tôi mới đi tìm kiếm. Cái mạng tìm kiếm nó là sức mạnh như vậy các bạn. Khi bạn hiểu điều này, bạn đã công nhận với Lộc là nếu như mà bạn bán hàng cho người đang tìm kiếm cái hàng đó, nó sẽ tốt hơn là bạn dùng mạng hiển thị không? Mạng hiển thị là các bạn chủ động cung cấp ra, mà có đôi khi người ta không cần, đúng không? Thì cho nên là các mạng tìm kiếm này dễ bán hơn rất là nhiều lần, dễ chốt sale hơn rất là nhiều lần, dễ thành công hơn rất nhiều lần. Bởi vì người ta đang có nhu cầu rồi. Đấy, nó chỉ phụ thuộc vào kỹ năng bán hàng của bạn mà thôi. Nếu như họ tìm đến bạn, nếu họ tìm thấy bạn, đúng không? Thì cho nên là bạn biết là cái mạng tìm kiếm ấy nó rất là thông minh, nó rất là khôn ngoan như vậy. Và Google rất là may mắn khi mà đã được trở thành cái trang phân phối về tìm kiếm rất là tốt. Thì các bạn biết là cái ưu điểm của thằng này là đối tượng xem hoàn toàn chủ động với thông tin. Cho nên ấy, các bạn phải làm SEO tốt để quảng cáo tốt, và lên chạy quảng cáo theo hình thức bán ngay. Các bạn làm, khi các bạn làm SEO đấy thì các bạn phải giới thiệu về cái sản phẩm đó thật là cụ thể. Ví dụ bạn muốn bán một cái siêu hay muốn bán một cái iPhone thì bạn phải giới thiệu về cái iPhone nó chi tiết nhất, tức là phải làm SEO tốt nhất cho nó. Khi SEO tốt thì quảng cáo chắc chắn sẽ tốt. Và khi mà họ kích vào cái quảng cáo đó, dẫn đến cái trang ghép của bạn, dẫn đến cái trang bài viết của bạn ấy, dẫn đến cái bài viết của bạn, thì cái bài viết đó phải có nút mua ngay, phải có nút đặt hàng ngay, hay là có nút cần tư vấn ngay, hay là có nút tham khảo thêm, hay là có nút chat ngay. Đó, các bạn phải có hình thức bán ngay
bán ngay trên cái trang web của bạn, mà cái trang mà các bạn đặt gọi nào đích. Thế cho nên các bạn cứ gõ một cái mặt hàng gì đó xem, các bạn sẽ thấy là Lazada này, Sendor này, Shopee này, đấy, tất cả những cái trang đó họ họ luôn luôn chạy quảng cáo đấy. Hay là để chia sẻ các bạn đã biết như vậy vì cái trang đó là với những là những cái trang mang hình thức bán ngay đấy. Các bạn phải giới thiệu chi tiết vào đúng không, người ta mới tin đấy. Giới thiệu chi tiết vào người ta mới mới chăm sóc khách hàng bằng website đấy thật là tốt, người ta sẽ tìm hiểu đó và người ta sẽ gọi điện ngay với cái số điện thoại mà các bạn để trên website đó. Và cái lợi điểm thứ hai của cái mạng tìm kiếm là gì, là cô lập được đối tượng, được hành vi đối tượng. Cái lợi điểm này rất là hay các bạn. Ví dụ bây giờ tôi mua một cái iPhone, thì bạn sẽ biết là, thì bạn sẽ có được thông tin của khách hàng của tôi, đúng không? Bạn sẽ có được thông tin khách hàng của tôi. Bạn có thể hỏi thêm tôi là anh đã có ốp chưa, đúng không? Anh có muốn mua tai nghe loại tốt hơn không? Anh đã có pin sạc dự phòng chưa? Hay là anh có thích hãng iPhone không, đúng không? Thì tức là bạn đã có một khách hàng, bạn đã có một người đang khao khát muốn mua hàng. Vậy là bạn đã có được thông tin của tôi này. Và từ cái thông tin của tôi đấy, bạn bắt đầu hiểu được hành vi của tôi, hiểu được cái ý muốn của tôi. Bạn sẽ cô lập được tôi và lần sau bạn sẽ tiếp tục bán hàng lại cho tôi. Cho nên là chia sẻ các bạn như vậy để các bạn hiểu được. Các bạn hiểu được là nếu như có một người nào đó chui vào cái trang web của bạn mà họ để lại thông tin thì đó là điều vô cùng quý giá, vô cùng quý giá nha. Mạng tìm kiếm có hai cái lợi thế rất là tuyệt vời, đó là người xem họ chủ động, họ đang khao khát đi mua hàng, nên bạn phải cố gắng là trong trang web của bạn phải bán ngay, và khi họ để lại thông tin khách hàng thì hãy ngay lập tức tương tác với họ để cô lập hành vi của họ. Nếu như bạn có một cái data khách hàng tốt và chăm sóc họ tốt thì họ sẽ khiến cho cửa hàng của bạn, cho công ty, cho cái dịch vụ của bạn ấy được nuôi sống qua rất nhiều năm, thậm chí là phát triển. Được. Cho nên là việc chăm sóc khách hàng rất là tốt, bởi vì khách hàng chính là người trả lương, chính là người trả tiền cho sự hoạt động, cho sự phát triển của cửa hàng, của công ty của bạn, đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, sự khác biệt giữa quảng cáo mạng tìm kiếm và mạng hiển thị giữa Google, Facebook. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái gì nó có tính hai mặt của nó. Nên tại vì sao Lộc muốn nói các bạn là, nhấn mạnh các bạn là người giàu sẽ chọn cả hai, người nghèo sẽ chọn một trong hai. Các bạn nên phải biết cách dùng được Facebook, biết cách dùng được Google, và phải giỏi thì các bạn mới tiết kiệm được cái số tiền, cái ngân sách của các bạn ấy. Bởi vì cái phí quảng cáo của thằng mạng tìm kiếm ấy sẽ được tính theo lượt, tính theo số lượng người tìm kiếm. Nhưng phí quảng cáo của mạng hiển thị ấy lại tính theo cái số người được xem cái quảng cáo đó. Cái số người mà Facebook, mà cái mạng hiển thị đó phân phối cho họ xem. Đó. Thì các bạn biết rằng khi các bạn làm nhà quảng cáo, các bạn chi tiền để cho Google hoặc cho Facebook, cho cái nhà mạng đó chạy quảng cáo cho bạn. Nếu như cái mạng tìm kiếm đó họ phân phối cái bài quảng cáo của bạn, thì có ai tìm kiếm vào, cái bài quảng cáo của bạn và thấy cái bài quảng cáo của bạn thì nó mới mất tiền. Thì bạn mới mất tiền, lúc đó bạn mới bị trừ tiền. Còn cái quảng cáo của Facebook, tức là quảng cáo của mạng hiển thị, tức là gì? Là khi các bạn trở thành nhà quảng cáo, bạn trả tiền cho nhà quảng cáo hiển thị, họ sẽ mang cái quảng cáo của bạn đi hiển thị khắp mọi nơi theo những gì mà bạn đã chọn lọc, theo những đối tượng mà bạn đã chọn lọc, đã set up, đã cài đặt cho họ. Cho nên ấy, bạn rất khó nắm bắt được, cái ngân sách, cái số tiền mà Facebook, mà cái mạng hiển thị đấy chi tiêu nó có hiệu quả hay không, bởi vì là bạn biết là có rất nhiều người họ không muốn mua cái hàng của bạn, nhưng tiền quảng cáo vẫn sẽ bị trừ đi, bởi vì nó đã hiển thị rồi, và nếu như bạn cài đặt là cho người dân Hải Phòng xem trong vòng 3 ngày với số tiền là 500.000, thì sau 3 ngày sau 500.000 đó sẽ bay biến mất, thậm chí là bạn có thể không bán được một món hàng nào.
Cho nên bạn rất khó nắm bắt được chi tiêu, rất khó nắm bắt được chi tiêu. Bởi vì các bạn không thể biết được là người xem họ có muốn mua hay không, hay là mình đã chọn nọc đối tượng sai, hay là mình đã có cái gì đó sai trong quá trình quảng cáo. Bạn không thể phân tích được là ngân sách chi tiêu nó đã xảy ra cái điều gì, nó đã xảy ra điều gì khi mà các bạn làm mà không hiểu tại sao là mình lại bị mất tiền mà không bán được hàng. Bởi vì bạn không thể hiểu hết về thị trường được, bởi vì thị trường là do toàn thể xã hội này, thị trường chính là xã hội này tạo lên, làm sao bạn hiểu hết về xã hội này được, đúng không? Bạn chỉ hiểu một cách tương đối mà thôi. Nếu như bạn bán được hàng trên Facebook, ví dụ như bạn bỏ ngân sách ra 1 triệu mà bán được 5 triệu, Lộc nói với bạn đó là đã là mà bán mà cái lợi nhuận thu về được 5 triệu, tức là bạn lãi được 4 triệu đấy, mất 1 triệu quảng cáo rồi đúng không, bạn lãi được 4 triệu thì đó là tốt lắm rồi, là người chạy quảng cáo rất giỏi rồi đấy. Đọc muốn trẻ các bạn như vậy. Còn đối với người chạy quảng cáo tìm kiếm ấy, thì bạn nhìn thấy cái dòng của mình là dễ tối ưu ngân sách đúng không. Ví dụ như các bạn chạy quảng cáo cho một cái đôi giày này đúng không, ví dụ bạn đặt một cái giá thầu cho nó là 10.000, nếu như ai xem đến quảng cáo của bạn sẽ mất 10.000 chẳng hạn. Nhưng mà các bạn biết rằng nếu như các bạn chạy như vậy đấy, thì các bạn đảm bảo được rằng là cái người kia thật sự tìm kiếm đến cái trang web của bạn ấy, họ có mua hàng hay không, đúng không? Họ mua hàng hay không thì các bạn chỉ có thể đánh giá được ở một tiêu chí mà thôi. Tiêu chí đó có nghĩa là bạn viết bài chưa chuẩn SEO, chưa thuyết phục, hoặc giá bạn bán cái sản phẩm đó quá cao đấy. Hoặc là người kia chỉ là tìm đến để tham khảo, hoặc là tìm nhầm mặt hàng. Đó, chỉ có ngay lập tức bạn có thể dễ dàng tối ưu ngân sách, dễ dàng tối ưu được số tiền của mình đấy. Bởi vì các bạn hiểu được cái hành động, bạn tính toán được cái hành vi của người xem cái quảng cáo của bạn, đúng không? Nhưng mà bạn không thể nào tính toán được hành vi của người xem của bạn trong cái mạng hiển thị, bởi vì hiển thị nên người ta xem, người ta thích hay không thích, người ta có phản hồi cho bạn biết đâu, đúng không? Thế cho nên là mình không thể để nói hết được về cái vấn đề này. Đấy, do các bạn kinh nghiệm nhiều năm làm quảng cáo, các bạn sẽ rất dễ đánh giá được cái lĩnh vực ngành hàng của mình mà thôi. Và Lộc muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái vấn đề này là cái số tiền mà các bạn bỏ ra trong quảng cáo đó, nó sẽ mang cái ý nghĩa lâu dài và không bao giờ mang ý nghĩa ngắn hạn. Tức là cái ngân sách, cái chi tiêu, số tiền mà các bạn đã dành cho quảng cáo đấy, nó luôn mang tính lâu dài, không bao giờ mang tính ngắn hạn. Cho nên các bạn nào nghĩ rằng là ta chạy cái quảng cáo này, ta bán hết cái lô hàng này rồi thôi ta không bán nữa nhá, thì các bạn đó là cái người mà chuẩn bị bỏ nghề, chuẩn bị phá sản thì mới làm cái điều đó thôi. Chứ còn thật ra là không ai làm điều đó, bởi vì cái quảng cáo luôn luôn có ý nghĩa cho đến tận mai sau. Giả dụ như ngày hôm nay bạn viết ra một cuốn sách, bạn muốn bán được cuốn sách này thì bạn dùng cả Facebook lẫn Google để chạy quảng cáo. Cái cuốn sách các bạn viết ra đấy, không phải ai cũng biết để tìm kiếm nó, thế nên các bạn phải dành nhiều tiền hơn để chạy cho mảng hiển thị. Tức là gì? Tức là cứ cho họ xem, cứ giới thiệu cho họ. Khi nào họ biết rồi, họ mới thích thì họ mới mua. Tức là gì? Tức là cái số tiền bạn bỏ ra đấy, có thể nó không ngay lập tức bán được hàng, nhưng nó gây được cảm tình cho người ta. Đấy, nó khiến cho người ta thích cái mặt hàng của bạn đã. Đầu tiên người ta không có nhu cầu, nhưng người ta xem cái quảng cáo của bạn nhiều quá, nghiễm nhiên người ta tự dưng có nhu cầu, vì người ta dần xem nhiều, người ta thích. Ví dụ như các bạn xem nhiều phim Hàn quá nên các bạn thích ăn mặc theo Hàn Quốc, thích ăn nói theo kiểu Hàn Quốc, thích đội mũ theo kiểu Hàn Quốc, thích mặc áo theo kiểu Hàn Quốc, kiểu như vậy. Đấy, các bạn hiểu chưa? Cho nên là tất cả mọi hành vi nó đều do truyền thông, cho nên cái tiền mà bạn bỏ ra cho cái việc truyền thông nó không bao giờ là vô ích, và nó luôn có ý nghĩa đến tương lai. Đấy, như bạn biết rằng anh điện máy xanh anh quảng cáo là bạn vẫn mua TV, bạn vẫn mua tủ lạnh, đến điện máy xanh wow, đúng không? Cái đó là truyền thông rất là tốt, nó là mạng hiển thị và nó cho tất cả mọi người đều xem. Nhưng mà cái người thích cái quảng cáo đó nhất là trẻ con, nhưng ngược lại trẻ con không giờ mua hàng cả, nhưng nó hát cái bài hát đó và nó luôn nhắc lại cái quảng cáo đó. Nghiễm nhiên mà sau này người lớn muốn nghĩ đến việc mua một cái gì đó, họ không thể nào lệch đi đâu được, họ sẽ nhớ về điện máy xanh, bởi vì cái tiêu chí
Bởi vì là cái tư duy, cái tâm trí nó bị cài đặt. Nó bị cài đặt. Cho nên là các bạn đã theo nghề nào thì hãy theo đến cùng. Đã làm cái nghề nào thì hãy làm cho đến cùng. Đặc biệt là đã chạy quảng cáo rồi, đã chi tiêu số tiền rồi, hãy nhớ cái số tiền ban đầu là số tiền vẫn đang có giá trị cho tương lai. Đấy, thì mình muốn chia sẻ với các bạn đấy, để các bạn cái chi tiêu ngân sách này đừng có tiếc nhá, đừng có tiếc. Đấy. Bởi vì cái gì nó cũng có cái ý nghĩa, cái giá trị của nó có tính hai mặt của nó. Thì đó là mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn nói cho các bạn hiểu về cái chi tiêu ngân sách. Đấy. Các bạn bỏ ra 10 triệu để chạy quảng cáo Google. Đấy, thì các bạn cứ làm đi, thì các bạn sẽ hiểu được cái tính cân đối, cái tính tương quan, đấy, cái tính trái ngược, và cũng như là cách mà các bạn nắm bắt chi tiêu ngân sách là như thế nào. Bởi vì tất cả các nhà quảng cáo đấy, tất nhà quảng cáo họ chỉ thống kê cho bạn con số mà thôi, thống kê cho bạn những cái biểu đồ mà thôi, và số tiền của bạn sẽ bay biến đi mất. Cho nên các bạn làm quảng cáo đấy phải nghiên cứu thị trường thật kỹ. Bởi vì khi các bạn chạy quảng cáo là gần như làm việc hoàn toàn với máy móc mà thôi, cho nên là phải tự mình nghiên cứu thị trường thật kỹ để tối ưu được ngân sách tốt nhất nha. Thì đấy là mình phân tích với các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy khó hiểu quá đấy, thì các bạn có thể Facebook với Lộc sẽ có thể nhắn tin cho Lộc, inbox cho Lộc sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn nữa. Và nếu như các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ đặt ngay, và Lộc sẽ dựa trên câu hỏi của các bạn để làm những cái video để trả lời những câu hỏi đó cho các bạn thật rõ ràng. Và cái cộng đồ dòng thứ hai trong cái phần này Lộc muốn chia sẻ với các bạn là cái tính chất quảng cáo cho mạng tìm kiếm của Google đấy, thì nó khó cạnh tranh đối thủ, còn ngược lại với Facebook thì dễ cạnh tranh đối thủ. Giả dụ như là bạn và đối thủ đều nhập một loại áo giống nhau để bán vào cái dịp Tết này. Đó, thì nếu như bạn biết rằng là nếu như bạn chạy quảng cáo Facebook nhá, là cái mạng hiển thị mà cho người ta tự động là tự phân phối cho người ta xem, cố tình cho người ta xem, và nếu như bạn cho người ta xem trước, đấy, ai cho người ta xem trước ấy, thì người ta sẽ thích trước, nhưng có thể người ta mua sau, thì cái đối thủ của bạn chạy sau ấy, đối thủ của bạn bán sau nhưng họ lại bán được hàng, bởi vì bạn là người làm cho người ta thích nhưng người đằng sau bạn lại bán được hàng, tức là đối thủ nó chạy sau bạn nó lại bán được hàng. Ngược lại, có một số cái mặt hàng là người ta bán xong rồi, bán hết thị trường rồi, người ta đã nhập hàng sớm hơn bạn, chạy quảng cáo trước bạn và bán hàng được một tuần rồi, gần như là các khách hàng tốt họ đã bán gần hết rồi, sau đó mới đến lượt bạn để bạn bán. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn chạy sau nhưng mà cũng không thể bạn chạy sau cũng không thể được chốt đơn nhiều hơn bằng người chạy trước được. Đấy, có đôi khi chạy quảng cáo nó là như vậy. Có đôi khi các bạn bán rất là nhiều hàng, có đôi khi thì người khác, đối thủ của bạn lại bán rất là nhiều hàng, dù là bạn chạy trước hay là bạn chạy sau. Đấy, nó phải tùy thuộc vào việc bạn nghiên cứu khách hàng, tùy thuộc vào những người muốn ủng hộ cho bạn, tùy thuộc vào những người mà tin tưởng bạn, tùy thuộc vào cái cộng đồng mạng xã hội, cộng đồng người follow bạn, cộng đồng tin tưởng bạn ở trên mạng xã hội là bao nhiêu. Đó, nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đấy, trong cái marketing nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng mà đối với Facebook thì dễ cạnh tranh đối thủ hơn. Bởi vì bạn có thể phân biệt theo độ tuổi, giới vùng miền, giới tính, hành vi con người. Đấy, rồi là phân biệt theo đối tượng thích trang, rồi các cái đối tượng khác. Cho nên là dẫu sao thì đối với Facebook thì cũng dễ cạnh tranh hơn. Còn đối với Google nó rất là khó cạnh tranh, bởi vì nó không thể phân tích cho các bạn được là cái hành vi con người ngoài hành vi tìm kiếm. Và nếu như các bạn trả 10.000 để cho một người xem cái trang web của bạn một lần, thì cái đối thủ của bạn họ có thể trả 15.000, thậm chí là trả 20.000 để cho một người khách hàng xem cái trang của họ một lần. Thì có nghĩa là cái số tiền chạy cao hơn bạn rất nhiều lần. Thì cho nên là bạn rất là khó cạnh tranh đối thủ, và bạn không thể biết được họ chạy bao nhiêu. Đúng không? Còn cái Facebook thì gì? Còn Facebook là bạn chạy ít ngân sách thì nó cho ít người xem, bạn chạy nhiều tiền, chạy nhiều ngân sách thì nó cho nhiều người xem, thế thôi. Bạn dễ hiểu về hình thức của Facebook. Đó. Bạn rất khó hiểu về đối thủ của Google đang chạy cái
đang chạy cái bao nhiêu. Bởi vì đôi khi Google họ thống kê ấy, họ thống kê bằng máy móc, tất cả bằng máy móc, bạn có thể hình dung được cái thị trường của mình, bạn có thể nắm hết được cái thị trường của mình là họ đang hoạt động Google bao nhiêu, họ đang hoạt động như nào. Bạn phải thử vào thôi, cái này nó phải liên quan đến việc kinh nghiệm, kinh nghiệm các bạn làm quảng cáo. Các bạn phải thử, phải thử mà thôi, phải thử bằng những quảng cáo, nhiều quảng cáo đấy. Thì trong những cái bài chủ yếu là được phân tích thế, là mong các bạn sẽ hiểu được. Và cái cuối cùng ấy là Google sẽ khiến cho thị trường bị hành động hóa, còn Facebook là mạng hiển thị sẽ hành động hóa thị trường, hành động hóa thị trường. Thị trường bị hành động hóa, và hành động hóa thị trường có nghĩa là gì? Hành động hóa thị trường có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái hành động, một cái phong cách, hay là bất cứ một cái thông tin, hay là bất cứ một cái style nào đó, một cái kiểu mẫu nào đó, một cái kiểu mẫu nào đó đều có thể bị thị trường hóa. Như bạn biết là thời kỳ của chúng ta, của năm 2019 là có anh Khá Bảnh, đúng không? Khá Bảnh là anh đã nghĩ ra cái điệu múa quạt, đúng không? Điệu múa quạt thì cái hành động múa quạt được chạy quảng cáo, mà được chạy quảng cáo nên là phân phối cho rất nhiều người xem, là rất nhiều người xem, và nó tác động vào những người xem đấy, đặc biệt là giới trẻ, và họ học ngay và bắt chước theo. Đấy, đấy gọi là hành động hóa thị trường. Một hành động bị bắt chước, một phong cách bị bắt chước, một cái ý tưởng, một cái thông tin, một cái gì đó được truyền đi và được bắt chước theo, thì cái đấy gọi là hành động hóa thị trường. Hành động hóa thị trường đấy, trên một cái dạng nghe nhìn nào đó, trên một dạng nghe nhìn nào đó mà khiến cho cái người xem được, họ họ muốn bắt chước theo, họ muốn có được, họ muốn sở hữu được, thì hành động, cái hành động đó, cái thông tin là bạn truyền đó, truyền đi đó, nó sẽ trở thành cái xu thế của thị trường, tức là điều khiển được hành vi của thị trường. Dùng mạng hiển thị các bạn có thể điều khiển hành vi của thị trường đấy. Bạn hiểu cái hiểu tính chất của mình chưa? Đấy, các bạn cứ nhớ anh Kha Bảnh là các bạn hiểu về cái từ hành động hóa thị trường đấy. À, người ta xem và người ta bị hành động hóa theo, thế thôi. Người ta bị hành động hóa theo, người ta muốn theo cái quảng cáo đó, muốn theo cái affix đó, muốn theo cái tính chất đó. À, ví dụ là kính chúng ta đeo đằng trước mắt này, nhưng mà cái quảng cáo đó đấy, kính nó lại đeo đằng sau theo gáy chẳng hạn, hay là còn hay là nó đeo ở bên dưới cổ này, đúng không? Nó đeo bên dưới cổ này cũng đẹp, đúng không? Hay là nó để lên trán này, đúng không? Cũng đẹp. Thì cái quy nhỉ, nó bị hành động hóa. Hay là người ta mua một cái điện thoại, hay một cái điện thoại, người ta đâu chỉ để nghe gọi đâu, đúng không? Mà nó bị hành động hóa bởi nhiều thứ khác, hành động hóa bởi nhiều thứ khác. Ê, cho nên các bạn phải hình dung, các bạn phải tự tư duy được là cái ngành hàng, cái dịch vụ, cái sản phẩm của bạn đấy, có hành động hóa được thị trường hay không, thì các bạn có nên chạy quảng cáo Facebook nhiều tiền hay không, cân đối. Còn bên anh ạ, còn các bạn nhìn sang cái bên anh Google, là bên anh quảng cáo tìm kiếm ấy, là thị trường hành động hóa. Thị trường hành động hóa là gì? Thị trường hành động hóa là cái nhu cầu đó đã tiềm ẩn, cái nhu cầu đó nó đã có và đã tồn tại trong cái xã hội này, trong những con người này, trong cái thị trường này, thì người ta mới đi tìm kiếm, thì người ta mới đi search cái sản phẩm đó. Tức là cái đó là những vấn đề nội tại. Đấy, họ đang có cung, họ đang có nhu cầu cần, nên họ mới đi tìm kiếm. Cho nên là đó là sự khác nhau. Cái sự tìm kiếm nó khác với cái sự hiển thị như vậy. Sự hiển thị là tạo ra, tạo lên. Còn cái sự tìm kiếm là gì? Là người ta vốn đã có, người ta mới đi tìm. Thì các bạn biết rằng là mình nên bán như thế nào. Thì cho nên là một người nào đó, người ta muốn mua cái loại son này, người ta sẽ đi tìm kiếm nó. Và nếu như bạn sell tốt hơn 20 đối thủ của bạn, hơn 19 đối thủ của bạn, thì tốt nhất thì các bạn sẽ bán được hàng. Bạn có thấy khó, rất là khó. Cho nên là vì sao là các nhà sản xuất họ luôn luôn đổi mới sản phẩm. Họ ngày hôm nay sản xuất iPhone 6 nhưng ngày mai họ sẽ sản xuất iPhone 7. Đấy. Ngày hôm nay họ sản xuất các loại son môi này, ngày kia họ sẽ sản xuất loại son môi khác. Họ sản xuất kiểu áo này nhưng sang năm họ sẽ sản xuất kiểu áo khác. Tất cả sẽ bị thay đổi. Bởi vì họ không muốn thị trường sẽ hành động hóa mọi thứ. Bởi vì khi mà thị trường hành động hóa mọi thứ thì sẽ có một số cửa hàng, một loại dịch vụ hoặc một số loại dịch vụ bán được rất nhiều, được sử dụng rất nhiều, còn một số ngược lại thì không.
Cho nên là bạn thấy vì sao là xe máy, xe ô tô rồi tất cả các loại các bạn dùng đấy, bạn thấy là nó khác nhau rất là nhiều, bởi vì là suốt ngày thay đổi, suốt ngày thay đổi để cho thị trường không có quyền hành động hóa, không có quyền hành động hóa, phải luôn luôn hành động hóa thị trường. Cho nên là mạng hiển thị tốt hơn mạng tìm kiếm là chỗ đó, tốt hơn mạng tìm kiếm ở chỗ đó. Cái ngành nghề của bạn, ví dụ như Lộc là người cung cấp dịch vụ điều hòa sửa chữa đấy và lắp đặt, năm nay họ phải lắp đặt, năm sau họ sẽ phải lắp đặt sửa chữa, 10 năm sau họ vẫn phải bảo dưỡng lắp đặt sửa chữa, 50 năm sau họ vẫn phải bảo dưỡng lắp đặt sửa chữa, thì cái nhu cầu đó nó sẽ tồn tại mãi mãi trong thị trường, tồn tại mãi mãi trong thị trường, không thể thay đổi được. Thị trường luôn luôn phải hành động cái đó. Họ có thể tìm hôm nay hoặc tìm ngày mai, họ có thể tìm lúc nửa đêm hay lúc ban ngày, họ có thể tìm người giá rẻ nhất đến người giá cao nhất, họ có thể tìm chất lượng tốt nhất cho đến chất lượng, họ có quyền được tìm, họ có quyền được lựa chọn, họ có quyền được so đo, được đánh giá, bởi vì họ là khách hàng, họ là người trả tiền, họ là người trả tiền. Cho nên Lộc muốn nói các bạn là đó là lý do vì sao người ta cứ phải thay đổi sản phẩm. Để họ bán với cái iPhone này tưng đây tiền là phải mua. Đấy, thì đó là chính là cái bài học kinh doanh. Thì Lộc chia sẻ như vậy có lẽ là nó rất là nhiều rồi, rất là nhiều, Lộc sợ rằng mọi người sẽ không hiểu được. Đối với những người mà học marketing và học kinh doanh thì rất dễ hiểu, nhưng mà những người nào mà một hai lần nghe về kinh doanh thì các bạn nghe những gì Lộc vừa nói xong các bạn sẽ rất là đau đầu, và Lộc nghĩ rằng là video này nó cũng rất là dài rồi, nó không muốn chia sẻ hơn nữa. Có rất nhiều kiến thức khác để chúng ta có thể chia sẻ và bàn với nhau, về chuyên sâu thì lại còn vô cùng nữa, có thể viết được vài cuốn sách, nhưng mà nói hết ra thì nó sẽ không thể nào mà để những người không chuyên có thể hiểu được, mà những người mới bước vào ngành, mới bước vào làm kinh doanh, làm dịch vụ thì bạn sẽ không hiểu được đâu. Cho nên là Lộc sẽ dừng video ở đây, và các bạn hiểu đến đâu thì dùng đến đó, và nếu như chỗ nào không hiểu thì comment với cái video này và nhắn tin hay là bất cứ điều gì đó, Lộc sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn trong cái lĩnh vực các bạn, và ước mong và video này nó có ích với các bạn thật là nhiều, và xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi những video của Lộc và ủng hộ Lộc trong tất cả những thời gian qua, và Lộc cảm ơn tất cả các bạn là những người yêu quý Lộc, và Lộc xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn để các bạn sẽ trở thành người bán hàng tốt nhất, trở thành người thành công trong lĩnh vực các bạn hoạt động, và Lộc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.